Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thần Mộ, tin tức sắp có sứ thần đến Đông Trụ Quốc, khắp kinh thành đều náo nhiệt. Thần Nam đang đi dạo trong cung hưởng thụ không khí náo nhiệt thì bị Tư Mã Lăng Không cắt ngang, hắn cùng phụ thân mình cũng đi tới dự tiệc. Vừa gặp nhau, hai bên đã như nước với lửa, liên tục sử dụng lời lẽ khó nghe để mỉa mai nhau. Sau khi Nguyệt Hạ đến dẫn Thần Nam vào trong đại điện để gặp Sở Ngọc thì cuộc đấu khẩu giữa hai người này mới kết thúc. Khi Thần Nam bước vào thì các sứ thần đã ở đây. Là thay, sứ thần các nước đều tới chung vui, vậy nhưng chỉ duy nhất có hai tên sứ thần đeo mặt nạ kia khiến hắn nghi ngờ. Hai cái đó là sứ thần của Thiên Dương Quốc. Người béo béo tên là Xích Nha, người gầy tên là Hắc Vũ. Thiên Dương Quốc là nước phụ thuộc của đồng chủ, được triều đình bảo vệ, vậy nhưng không ngờ rằng mấy năm gần đây bọn chúng bắt đầu có thế lực lớn hơn, chúng liền quên ai mới là chủ. Liên tục khiêu khích, thậm chí còn bắt đầu gây sự với triều đình đồng chủ để tranh cứ điểm Nam Trùy. Chuyện xích mích đó còn chưa giải quyết xong, cho nên sứ thần của nước khác đương nhiên sẽ không giao tiếp với họ, tránh để hoàng đế Đông Trụ nhìn thấy rồi cáu giận. Đeo mặt nạ lúc gặp khách là một loại lễ nghi của Thiên Dương Quốc. Vậy nhưng, Thần Nam vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhìn tên Xích Nha đó trông rất quen, vậy nhưng hắn lại không nhớ ra đó là ai. Tư Mã Lăng Không và phụ thân của hắn nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc, Sở Ngọc cũng tranh thủ thì thầm với Thần Nam chuyện thỏa thuận thành thần giả mà bàn nãy hai người giao kèo. Điều này khiến Tư Mã Lăng Không ghen muốn tức điên, vậy nhưng hắn không làm gì được. Đã đến giờ bệ hạ lên triều tiếp đón các sứ thần, ai nấy đều cùng chúc ông ta lòng thể an khang, phúc thọ vô biên. Nhân lúc có mặt của các sứ thần chung vui ở đây, bệ hạ nguyện lấy quốc bảo của đồng trụ là Hậu Nghệ Cung ra cho mọi người ngắm nhìn. Chứng kiến thần cung trước mắt, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, quả nhiên không tầm thường chút nào. Hôm nay được thấy, đúng là phúc đức ba đời. Sau đó, trường công chúa hạ lệnh đem thần binh về cung đường ngay lập tức. Nhân lúc mọi người không để ý, tên Hắc Vũ liền thả một con bướm từ trong cây quạt của hắn ra, âm thầm để nó đậu vào cổ của lính cảnh khác. Thần Nam đang nhâm nhi cấp món trên bàn tiệc thì nhận được tín hiệu của Sở Ngọc. Hắn ngạc nhiên trần trừ. Hai người cứ giằng co mãi, một bên muốn vậy nhưng một bên lại kiên quyết không chịu. Thời cơ này coi như chấm dứt từ đây, phụ thân của Tư Mã Lăng Không đã nhanh chóng đứng lên đề bạt con trai mình. Tư Mã Lăng Không và Ngọc Công Chúa là thanh mai trúc mã, tình cảm đậm sâu, chỉ bằng nhân ngày yến thọ của bệ hạ mà định luôn ngày thành hôn cho cả hai người để song hỷ lâm môn. Sau khi ông ta phát biểu xong thì tới lượt Tư Mã Lăng Không tiếp chiều thuyết phục. Hắn nói ngày đêm đều mong nhớ mòn mỏi, chờ ngày được rước Ngọc Công Chúa về làm vợ. Nay xin bệ hạ thành toàn. Trường công chúa muốn lảng tránh nên đã đề nghị bàn chuyện này vào khi khác. Vậy nhưng hai cha con nhà Tư Mã gia vẫn cố chấp. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay, ai nấy đều vui vẻ thì đặt luôn ngày cưới trong hôm nay đi. Tiền thề sứ thần các nước cũng được chứng kiến, cùng hưởng chút niềm vui từ tiểu công chúa. Sở Ngọc không nhịn được nữa, nàng ta đập tay xuống bàn nói rằng mình và Tư Mã Lăng Không tính tình không hợp nhau, như nước với lửa. Mong rằng bệ hạ từ bỏ hồn ước để tìm cho một người phù hợp hơn. Hắn ta nghe vậy thì buồn ra mặt, không Sở Ngọc công chúa thì không còn ai phù hợp với hắn nữa. Nữ tử xuất giá đương nhiên sẽ có phiền lo, về tình cảm thì có thể bồi dưỡng từ từ sau khi kết hôn, lấy nhau xong là ổn ngay thôi. Sứ thần các nước liên tục bàn tán xôn xao, Sở Ngọc công chúa không muốn gả cho Tư Mã gia, đã thế thì nhân cơ hội này hủy hôn ước luôn đi. Văn võ cả triều, tất cả sứ thần đều được chứng kiến Tư Mã Lăng Không với Sở Ngọc trở mặt. Bỗng nhiên, tên Xích Nha bật cười chế giễu, trước giờ Đông Trụ luôn tự xưng bản thân là đứng đầu Đông Phương, thượng quốc nghìn năm, lễ pháp chặt chẽ, vậy nhưng không ngờ rằng tiểu công chúa Sở Ngọc lại kiêu ngạo không biết phép tắc. Nếu mà không quản thúc nhiều hơn thì e rằng sẽ bị các nước khác chê cười. Thần Nam nghe Xích Nha nói liền cảm thấy chối cả tay, cho nên hắn lập tức ra mặt bênh vực Sở Ngọc và Tư Mã Lăng Không. Nếu như Tư Mã tướng quân chưa đầu quân cho Thiên Dương Quốc, vậy thì hôn sự của con trai ông ấy nào có tới lượt một thần tử nước phụ thuộc như Thiên Dương Quốc chen vào. Đường đường là chuyện hôn nhân đại sự của công chúa Đông Trụ mà lại phải đi nghe lời Thiên Dương Quốc sau. Tên Xích Nha bao biện rằng hắn chỉ đang nói khách quan thôi, với lại nhiều nước phụ thuộc cũng đang nhìn. Trường công chúa thấy vậy liền châm dầu vào lửa, không ngờ rằng đây lại là thái độ của Thiên Dương Quốc. Gần đây bọn chúng liên tục gây sự ở Nam Trùy, chắc là có ý đồ tạo phản hay sao. Thần Nam tiếp tục, bọn chúng cứ tưởng được Tây Phương bố thí cho tí thường xót mà dừng ngoài diễu võ. Đông Trụ Quốc nước lớn uy hùng, đứng đầu Đông Phương không hoàn ngành thử khách xấu bụng như Thiên Dương Quốc. Lúc này Hắc Vũ mới đứng ra giải vây, hắn bảo biện Thiên Dương Quốc không hề có ý can thiệp vào nội vụ của Đông Trụ Quốc. Nhân dịp hôm nay là thọ thần của bệ hạ, nên bọn chúng đã đặc biệt chuẩn bị một màn diễn võ. Bệ hạ nghe thế vậy lên hào hứng, lão ta đã sớm nghe nói trong số tu luyện xa của Thiên Dương Quốc có rất nhiều ngự long kỵ sĩ Tây Phương. Bên trong đại điện không tiện để cho bọn họ thể hiện, nên đã đề xuất đi ra ngoài đại điện xem. Ba vị cưỡi hai con á long kia đều lần lượt tên là Tái Ưu, Tái Nộ, Tái Hoan. Trường công chúa nghe thấy họ Tái liền biết ngay bọn chúng là đệ tử của Ngự Long Quốc.
Ngự Long Cốc trước giờ là một nước tự tại, thế mà giờ đây lại cam chịu bị Thiên Dương Quốc sai khiến. Tài Hoàn đề nghị, gã ta muốn mời thanh niên tuấn tài của đồng chủ lên tỉ thí. Ba người họ là đồng môn với nhau nhiều năm, quả thực diễn võ sẽ không có chút thú vị. Tên Xích Nha nhanh chóng trình lên cho hoàng đế bức thư do quốc chủ của hắn ngự bút. Hóa ra đó là thư thi đấu diễn võ nhằm quyết định quyền sở hữu cứ điểm Nam Trùy. Hóa ra âm mưu của bọn chúng là như vậy, nếu không đáp ứng thì uy danh của đồng chủ quốc sẽ bị tổn hại. Hoàng đế nhường lại quyền chủ trì cho trưởng công chúa, ba người bọn chúng đều là lấy thần võ ra làm nền tảng. Tu luyện ngự long chi thuật nên đều đạt tới cảnh giới nhị giai, so đấu với tu luyện giả cùng cấp thì lòng kỵ sĩ rõ ràng chiếm ưu thế hơn so với tu luyện giả. Hơn nữa, bọn họ đều vượt cảnh giới mang theo tam giai á long. Ở đồng chủ, tu luyện giả tuổi trẻ lợi hại nhất cũng không ai đạt tới tam giai cảnh giới thì khó mà có thể đánh được. Vậy nhưng nếu như không chấp thuận yêu cầu của Thiên Dương Quốc thì những nước chư hầu này sẽ mượn cơ hội để mà nổi loạn. Ba người được cử ra thi đấu lần lượt là Tư Mã Lăng Không, Hoa Tiên và Thần Nam. Trưởng công chúa cũng phái người đi lấy hậu nghệ cùng. Thần Nam nghe xéo tên mình, liền ra một điều kiện rằng nếu như lần này đánh thắng bọn họ thì nàng phải thuyết phục hoàng đế đáp ứng cho hắn một điều kiện bí mật. Chỉ cần nàng ta đồng ý thì hắn sẽ không miễn cưỡng. Cuộc tỉ thí bắt đầu, tổng cộng có 3 trận. Bên nào thắng 2 trận trước thì sẽ là bên chiến thắng. Trận tỉ thí đầu tiên là giữa Hoa Tiên và Tài Hoàn. Ban đầu Hoa Tiên tiếp chiêu có vẻ ổn, đánh đầu chúng đó. Vậy nhưng càng về sau, vì cô nương đó lại khiến Hoa Tiên mất đi lợi thế. Đến lúc hắn ta leo lên được lưng Á Long để đấm cho nàng ta một nhát, thì nàng ta lại né được, rồi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau đâm vào gáy của Hoa Tiên tung tóe máu rồi rớt từ trên cao rơi xuống. Sau khi Hoa Tiên thất bại trong trận tỉ thí với Tái Hoan thì nàng ta lại muốn bắt đầu một trận mới. Xích Nha lên tiếng chế giễu người của đồng chủ quốc thật yếu đuối. Tài Hoan là người yếu nhất trong tam tái, vậy nhưng không ngờ khi tới đây lại thắng dễ dàng như vậy. Hắn thấy hai vị sư huynh của nàng ta cũng không cần ra tay nữa đâu, một mình nàng có thể đánh thắng hết bài trận. Không để cho đồng chủ quốc bị mất mặt, Tư Mã Lăng Không liền xung phong ra trận. Bỗng nhiên, thuộc hạ tới bẩm báo với trưởng công chúa. Gã cho biết, hậu nghệ cung đã bị mất, đời vệ binh hộ tống đều chết dưới kiếm của Lý Thống Lĩnh. Hỏa chiết tử đã qua sử dụng, cũng để lại trong tay thi thể của Lý Thống Lĩnh. Đoán rằng sau khi ông ta giết chết tất cả vệ binh thì tự thiêu mà chết. Lý Thống Lĩnh không thể nào làm chuyện điên rồ như thế được. Phía sau chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Thân binh bây giờ cũng đã mất, không biết tung tích ở đâu. Trận tỉ thí giữa Tư Mã Lăng Không và Tài Hoàn đang diễn ra trong căng thẳng. Hai bên đang ngang tài ngang sức với nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Các sứ thần mắt đều chữ A mồm chữ O tấm tắc khen trận đấu này đúng là trận đấu đỉnh cao giữa các lòng kỵ sĩ. Đúng là những người tu luyện trẻ tuổi không thể coi thường được. Trưởng công chúa quay trở lại, mặc dù trong lòng đang rất nóng ruột vì bị mất bảo vật quốc gia vậy nhưng cũng không thể nào lộ ra được. Thần Nam dự đoán được Tư Mã Lăng Không sẽ không thể nào thắng được. Sở Ngọc nghe vậy liền trách móc hắn, tuy nhân phẩm của Tư Mã Lăng Không rất tệ. Vậy nhưng, thực lực của hắn cũng giỏi, đông triều quốc không giỏi bồi dưỡng cho những lòng kỵ sĩ. Vậy nhưng, hắn ta đã phải tới đại lục phương Tây học tới tận 10 năm thì mới có được bản lĩnh như này. Thần Nam cho rằng Tư Mã Lăng Không và Tái Hoan có thực lực ngang nhau, hai con rồng cũng cùng thuộc một cấp bậc. Vậy nhưng so về phương diện người và rồng phối hợp thì Tái Hoan lại thắng hơn một bậc, cho nên hắn ta muốn giành được chiến thắng thì rất khó. Đột nhiên mây đen kéo tới che khuất tầm nhìn. Tư Mã Lăng Không đang hoang mang thì Tái Hoan liền lấy sáo ra thổi. Con phi long của hắn nghe tiếng sáo liền bay tới chỗ của Tái Hoan. Thần Nam cũng nghe được, hắn cảm thấy nó rất quen thuộc, không biết đã nghe qua ở đâu rồi. Vậy nhưng Sơ Ngọc và Trường Công Chúa thì không nghe thấy tiếng sáo đó. Lúc này phi long của Tư Mã Lăng Không đã mất kiểm soát, hắn không còn điều khiển được nữa. Tài Hoàn cho biết, chủ nhân quân nàng có bảo không để hắn thua cũng không để cho hắn thắng. Trận tỉ thí này chỉ có thể phiền Tư Mã Lăng Không phối hợp một chút mà thôi. Khói đen dần biến mất, hiện ra trước mắt mọi người là Tư Mã Lăng Không và Tài Hoàn đang kề sau vào cổ nhau. Trận tỉ thí này coi như hòa. Tên Hắc Vũ liền vỗ tay tấm tắc khen người. Tên Xích Nha đứng dậy bẩm báo với hoàng đế, bây giờ đã một thắng một hòa rồi. Trước mắt, Thiên Dương Quốc đang chiếm được ưu thế, hắn hy vọng bệ hạ nói lời giữ lời. Sơ Ngọc tức giận đứng lên đáp trả lại, nếu như trận cuối cùng đồng chủ quốc thắng thì sẽ là hòa nhau. Đến lúc đó, Thiên Dương Quốc cũng đừng hòng chiếm lấy biên thủy phía nam. Xích Nha thách thức, hai ván trước, đồng chủ đều không thắng được, vậy thì nàng ta lấy đâu ra được sự tự tin như vậy chứ? Sơ Ngọc lập tức chỉ tay về phía Thần Nam. Nhìn thấy bệ hạ và Sơ Ngọc đều vô cùng coi trọng Thần Nam, hơn nữa, nàng ta còn khoe rằng Thần Nam chính là thiên tài điều khiển hậu nghệ cùng. Sơ Ngọc cứ liên tục tầng bốc khiến hắn ta nghe thôi cũng đỏ mặt tía tay. Không có thần binh thì Thần Nam chẳng có sức chiến đấu, cho nên trưởng công chúa chủ động muốn ra sân thi đấu. Hắc Vũ không chịu, cho rằng nàng là thiên kim ngàn vàng, làm sao có thể hạ thấp bản thân để diễn võ cho chúng sứ thần được.
gã ta nghĩ rằng thần nam thấy khó liền rụt cổ, không dám bước ra thi đấu đấy chứ. Thấy gã ta tỏ thái độ khiêu khích, thần nam liền đấu khẩu ngay lập tức. Trường công chúa và bệ hạ đã chọn hắn thì đương nhiên hắn sẽ dốc sức nghe theo. Mặc cho nàng ta ngăn cản thì hắn vẫn kiên quyết đi xuống để cho hai tên sứ thần hách dịch đó sáng mắt giam. Nói miệng thì nghe có vẻ oai hùng hào khí lắm, vậy nhưng khi định nhảy xuống võ đường thì lại sợ độ cao nên đành phải chậm rãi đi bộ xuống dưới. Từ Ma Lăng không thấy vậy liền chế giễu, đúng là không biết tự lượng sức mình, lần này thì mặt mũi của đồng triều quốc sẽ bị mất hết rồi. Thần nam vừa đi vừa lề mề khiến cho Tái Hoan và Tái Nội chờ muốn giải củ. Tái Hoan thấy hắn đi xuống cũng khinh ra mặt, nàng ta muốn định chơi với hắn thêm một lúc, vậy nhưng chẳng biết hắn sẽ chịu được mấy nhát sau, nên là thôi, kết thúc nhanh càng sớm càng tốt để còn quay trở về. Sở Ngọc tức giận muốn phun ra lửa, tên ngốc thần nam đi xuống mà chẳng thèm cầm theo binh khí, còn không bằng trực tiếp nhận thôi cho rồi. Trước khi bắt đầu, ai nấy đều nhìn thần nam với ánh mắt khinh thường, hắn chẳng để ý tới những điều đó, hắn nhanh chóng bộc phát nội lực của mình để lùi đối thủ. Khí thế bàng bạc phát ra khiến cho cả đám ngơ ngác. Trường công chúa không ngờ rằng nội lực của thần nam lại thâm hậu như vậy, đã đạt tới tam giai cảnh giới. Tái Hoan cũng không tin rằng trong đám võ gia của đồng chủ mà lại có cao thủ như thế này. Thấy có vẻ không ổn, nàng ta liền gọi rồng tới tấn công. Vậy nhưng cách biệt thực lực giữa hai người là quá lớn, thần nam nhanh chóng khống chế được đối thủ, tỉ thí biết điểm dừng, hắn không muốn làm nàng ta bị thương. Vậy nhưng Tái Hoan lại lì lợm không nghe lời. Đã vậy thì thần nam cũng không nương tay nữa, hắn tung tuyệt kỹ độc môn cầm lòng thủ tấm gọn lấy á long của Tái Hoan rồi ném nó vào vách núi. Đã vạn năm rồi, giờ mới được sử dụng nên hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sở Ngọc cũng không ngờ rằng con gà thần nam này không biết từ lúc nào mà đã thành tam giai cảnh giới rồi. Trường công chúa từng hứa hẹn nếu hắn có thể thắng thì nàng ta sẽ thuyết phục bệ hạ đáp ứng hắn một yêu cầu. Chưa kịp thỉnh cầu xong, Xích Nha liền viện cớ rằng Tái Hoan trước đó đã liên tục đánh bài trận, sớm đã hao tổn sức lực. Tiểu tử thần nam này chiếm hết thiên thời địa lợi thì hắn thắng cũng coi như không công bằng. Tên Xích Nha này lật mặt nhanh hơn cả bánh trắng, Sở Ngọc vô cùng tức giận. Chính hắn đã nói Tái Hoan có thể đánh 3 trận liên tiếp mà bây giờ thua lại không chịu thừa nhận. Gã ta nhất quyết không chịu thua, tuy có nói như vậy nhưng gã khẳng định không được công bằng nên không phục. Thần nam sớm đã biết gã sẽ nói như vậy cho nên cũng không lấy gì làm bất ngờ. Tái Nô và Tái Ưu còn chưa ra sân, vậy nhưng đánh liên tiếp thì miễn đi. Lần này hắn muốn cùng lúc khiêu chiến 3 người cho khỏi mất thời gian. Sở Ngọc lập tức mắng chửi, tiểu tử thần nam chắc là bị điên rồi, dù có muốn rời khỏi cung thì cũng không cần liều mạng như vậy. Nếu như trận này hắn mà thắng thì bất cứ yêu cầu gì bệ hạ cũng đều đáp ứng. Thì sao, yêu cầu mà hắn muốn không hề nghĩ tới bản thân mình mà nghĩ tới cho Sở Ngọc. Hắn chỉ yêu cầu bệ hạ để cho nàng được làm chủ hôn sự của mình. Từ Mã Lăng không nghe vậy liền tức điên, yêu cầu của thần nam là quá vô lý. Hôn sự của gã với Sở Ngọc đã được định sẵn từ trước, không thể cứ như vậy mà hủy bỏ được. Tuy nhiên, bệ hạ lại đồng ý với yêu cầu này. Đại sư huynh Tài Ưu lắc chuông gọi đến một đầu sông khổng lồ. Con này không phải là dạng tầm thường như những con rồng khác, mà nó là tứ sai cự long hiếm thấy trên đời. Mới xuất hiện, con ngự phong đã thể hiện sức mạnh, há mồm phun ra một công kích khiến bất cứ ai cũng phải hoảng sợ. Xem ra trận chiến này khó khăn rồi, thần nam sẽ ứng phó ra sao? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.